Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức của Sao. Và sau đây là bản tin chết cười với cách tỏ tình 8 tháng 3 đậm chất hậu duệ mặt trời. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một tài khoản tên là Anne Barbarazzi đã đăng những tấm khẩu ngữ đậm chất ngôn tình, bao gồm nhiều nhân vật nổi tiếng trong một số bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc và Hàn Quốc, được cho là của các chàng trai ở một trường đại học Trung Quốc để thể hiện tình cảm với các bạn nữ. Trong số đó, có một bộ phim đang gây bão trên toàn châu Á là phim Hậu Duệ Mặt Trời, nơi có anh chàng Song Joong Ki điển trai lãng tử. Các nam thần trong câu chuyện tỏ tình hài hước này đã tìm mọi cách để dìm hàng nhân vật chính rồi nâng mình lên một tầm cao khó với. Anh chàng Song Joong Ki trong truyền thuyết, chàng soái ca đang khiến bao cô gái ngất ngây, chính là hình mẫu lý tưởng để các chàng hướng đến. Họ sẵn sàng làm những việc giống như nam chính đang làm chỉ để lấy lòng các người đẹp. Nhưng một khi không hướng được thì chỉ còn cách dìm hàng, rằng các cô sẽ chẳng bao giờ chinh phục được anh ấy đâu. Ngay cả bộ phim Vì Sao Đưa Anh Tới từng gây bão tố một thời cũng được các anh chàng vận dụng một cách triệt để vào bài tán tỉnh của mình. Sự so sánh không hề khập khiễng và có thể xảy đến đời thực này thay vì trong phim. Dạo qua một vòng xứ sở kim chi, các chàng trai trở về với Trung Quốc với Thái Tử Phi và bên nhau trọn đời. Đó đều là những câu nói ngôn tình hết cỡ mà chỉ những cái đầu thông thái mới có thể nghĩ ra được mà thôi. Và cuối cùng, lời cảnh báo chân tình cho những anh chàng còn đang quanh quẩn bên đối tượng của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.